Hi, mình là Konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Mình Ngô Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4. Và trước khi vào ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua mẫu ảnh hay của nội em để ra sách. Thôi, các bạn nhìn vào các bạn nam này thì bạn nam đang nhìn lên trời ha, và có rất là nhiều mây đen thì bạn đó là gì? Nghĩa là có vẻ là gì? Trời sắp mưa rồi đúng không các bạn? Thì hôm nay chúng ta sẽ có một câu là kiểu là Amega Furisodes, có vẻ là hôm nay là gì? Trời sắp mưa đúng không các bạn? Ví dụ như là bây giờ trời sắp mưa có vẻ thì bạn đó là gì? Nhìn cái hiện tượng và bạn đó là gì? Phán đoán ra cái kết quả ha, đó là gì? Có vẻ là trời sắp mưa đúng không các bạn? Hay nhưng mà Amega Furisodes thì discuss. Rồi để hiểu rõ một chút Sodes này thì chúng ta cùng nhau đi qua phần cấu trúc. Thì hôm bữa chúng ta cũng đã có học một cái phần cấu trúc là cũng là Sodes luôn. Nhưng mà cái đó là gì? Cái đó là truyền đạt lại thông tin từ giả sử như TV, truyền hình hoặc là từ cái người thứ ba và nói lại với một cái người khác ha. Thì cái mẫu cấu trúc Sodes đó là ý nghĩa nó là nghe nói là ha các bạn. Thì còn hôm nay chúng ta sẽ học mẫu cấu trúc Sodes này là có vẻ là ý nghĩa của nó là gì? Có vẻ là ha. Rồi cách dùng của mẫu cấu trúc Sodes này khác với cái mẫu cấu trúc Sodes kia nghe nói là kia là cách dùng này là gì? Diễn đạt cái tình trạng hiện hữu bề ngoài để suy đoán về tình trạng gì ngay trước khi có sự thay đổi nhìn hiện tượng đoán ha. Ví dụ như hồi nãy mình có câu ví dụ là cái bạn nam nó nhìn lên mây ha, thấy mây đen nên là bạn đó là gì? Suy đoán phán đoán là gì? Có vẻ là trời sắp mưa. Amega Furisodes thì discuss. Rồi để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng nhau đi qua một câu ví dụ. Và trước tiên vào câu ví dụ thì mình sẽ có một vài lưu ý dành cho các bạn ha, đó là mình sẽ có một vài trường hợp đặc biệt, đó là y là tốt đúng không các bạn, thì nó sẽ chuyển thành là yo sa so is net y is cut. Rồi nếu là động từ thế này thì chúng ta sẽ có là na sa so des y is cut. Rồi nếu mà so des thì được sử dụng như một tính từ đuôi nam các bạn, ví dụ như oi si so na liu đi, có vẻ là một cái món ăn ngon các bạn ha, y is cut hay y is net. Rồi có một chú ý nữa dành cho các bạn, đó là đây sẽ có hai câu ví dụ ha. Rồi câu ví dụ đầu tiên là これは何ですか? So is it? これは追加です。dưa hấu các bạn ha. Thì ví dụ như mình ở trong cái trái dưa hấu thì mình có biết nó là màu đỏ hay là màu xanh màu gì không các bạn? Đúng ha. Ví dụ như nếu bạn nào chưa ăn thì chưa có biết chắc ha, nên là không có biết được cái là ở trong cái hộp dưa hấu là màu đỏ hay là màu vàng ha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ có một câu là この追加はなんかなんか aka sores naka aka sores ne. Hay thì tính từ đuôi y thì mình bỏ y và thêm sores vào ha. Thì cái câu này có nghĩa là mình phán đoán thôi đúng không các bạn, mình không có biết chắc là ở trong nó màu đỏ hay màu vàng, tại vì dưa hấu nó sẽ có hai loại là màu vàng và màu đỏ đúng không các bạn ha. Thì mình sẽ có một câu là この追加は naka aka sores naka aka sores iですか, là ở trong có vẻ là nó màu đỏ các bạn ha. Rồi cái mà mình không được dùng trong cái mẫu câu này là gì? Ví dụ như bạn nhìn vào trái táo thì ở nhìn trái táo này đương nhiên là cái điều đó bạn mình nhìn bề ngoài các bạn biết nó là màu đỏ rồi, thì mình không có dùng cái mẫu câu Sodes này được là gì? Có vẻ nó là màu đỏ tại vì mình nhìn cái bề ngoài mình đã biết nó màu đỏ rồi đúng không các bạn? Thì cái mẫu câu của nó liên tục à aka Sodes thì mình sẽ không dùng được ha. But Sodes này thì discuss hay thôi mình cùng nhau đi qua mẫu câu ví dụ. Này cô nồi thì là sai. Rồi các bạn nhìn vào cái món ăn này ha, thì các bạn thấy nó như thế nào? Đúng rồi, rất là ngon, đây là món gọi cuối của Việt Nam mình ha, rất là ngon đó các bạn. Thì bây giờ ví dụ như là có bạn nào chưa ăn cái món này bao giờ và nhìn thấy cái món này trước mặt thì các bạn nói là nó sẽ nói là oishisou desu ne, có vẻ ngon quá nhỉ ha. Thì mình sẽ có câu là gì? Oishisou desu ne, tabetemitai desu, là gì? Ồ, có vẻ ngon quá nhỉ, tôi muốn ăn thử đúng không các bạn? Hay một chữ đầu tiên là sao? Oishisou desu ne, tabetemitai desu. Thì tính từ đuôi y chúng ta bỏ y đi và thêm sou desu ở đằng sau, y desu ka hay y desu ne. Rồi để hiểu rõ mẫu trước này thì chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay satsuko renshu shimashou. Ôi các bạn nhìn vào cái bạn nam này đang như thế nào? Gohan wo tabemasu ne, nhưng mà các bạn đó thấy trông như thế nào? Có nước mắt chảy như bạn đó là như thế nào ta? Đúng rồi ha, trong bạn nó là gì? Có vẻ là buồn đúng không các bạn? Thì mình sẽ có câu là gì? Tanaka-san wa sabishii desu. Tanaka-san wa sabishii desu. Thì sabishii thì tính từ đuôi y thì chúng ta bỏ y đi, thì chúng ta còn có câu gì nào?
Đúng rồi ha, có vẻ là gì đang ra gì đang buồn đúng không các bạn, thì mình sẽ có một câu là田中さんは寂しいそうです。はい、もちろんでください。田中さんは寂しいそうです。はい、いいですか?はい、いいですね。あ、いい? Trong Tanaka sẵn có vẻ gì? Buồn quá nhỉ, đúng không các bạn? Hay, gì đây nhé? Hey, xin yêu lên chú mà cho. Ôi, đây là gì? Namu sẵn đấy nhé. Namu sẵn hóa đồ đấy cả. Số đấy nhé. Namu sẵn hóa có rất là nhiều cơ bắp nữa là sao? Bạn nam là sẽ rất là gì? Có vẻ là mạnh đó ha. Rất là mạnh ha. Như các bạn thì mình sẽ có là gì? Suyoyes thì mình sẽ ra cái từ đi. Chúng ta bỏ y đi và thêm số đấy. Thì chúng ta sẽ có gì nào? Hay đi đấy. Thì chúng ta sẽ có câu là Namu sama wa chiyo so desu. Hay, mọi người đặt tên là sai. Namu sama wa chiyo so desu. Thì desu ka? Là gì? Trong này có vẻ mạnh ha, rất khỏe mạnh ha. Thì desu ka? Hay, đi desu ne. Thì nó lên chú chú mà cho. Ôi, bộ nội mẹ tên là sai. Đồng hồ đấy quả năng desu ka? So desu ne, kuruma desu ne. Nhưng mà sao các bạn nhìn thấy một cái gì, có cái gì đặc biệt ở xe này ta? Đúng rồi ha, cái kim xăng nó đã như thế nào? Có vẻ là sao nó sắp hết xăng hết nhiên liệu đúng không các bạn, thì mình sẽ có câu là gasoline đó. Gasoline là gì các bạn? Gasoline là xăng dầu các bạn ha. Gasoline đó nakunarimasu là câu này gì sao các bạn? Đúng rồi ha, có vẻ là gì, có vẻ là sắp hết xăng rồi. Nhưng mà mình có biết chắc không các bạn, mình chỉ có phán đoán từ cái kim xăng thôi ha, nhưng mà mình vẫn như ví dụ như còn một khúc thì mình vẫn chạy được đúng không các bạn, thì mình sẽ có một câu là rồi thế này, mình sẽ có một câu là gasoline ga nakunari so desu. Thì nari mas thì chúng ta bỏ mas đi ha, và thêm so desu thì chúng ta sẽ có một câu là gasoline ga nakunari so desu, có vẻ là sắp hết xăng rồi ha. Thì mỗi cái chút so desu này thì chúng ta sẽ có là gì, mas, và thứ mas thì chúng ta là được thêm mas thì chúng ta bỏ mas và thêm so desu, và nếu là tính từ đi thì chúng ta bỏ y thêm so để lên sau các bạn ha. Cái từ đi này cũng vậy, chúng ta cũng bỏ nào và thêm so desu. Thì discuss hay cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, và để củng cố học có chút so desu này thì mình đã để cái link bài tập ở phía dưới, và các bạn hãy nhớ làm bài tập. Nếu các bạn đạt được 100 điểm thì các bạn sẽ được gì, một điểm tích lũy. Và các bạn nếu có bất kỳ thắc mắc về mẫu cấu trúc này hay bất kể cái mẫu cấu trúc nào của N4 thì các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của trường Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay, mang tập của